Vi Thức xin được trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Kính chúc mọi người nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với bài thơ có nhan đề Ca ngợi vợ. Sau đây, xin mời mọi người cùng theo dõi. Vợ là mái ấm tình thân, là người sống chết luôn gần bên ta. Vợ là dâu dưỡng mẹ cha, là người tâm sự bên ta lúc buồn. Vợ là người dám trải bươn, lo cho việc nước, kiếm luôn việc nhà. Ai ơi thương lấy đàn bà, bao năm vất vả đâu là thành thơi. Chăm lo công việc khắp nơi, còn đâu nhan sắc như thời đầu xuân. Họ cần ánh mắt quan tâm, lời nói cử chỉ thiết thân của chồng. Nhắc nhở những gã đàn ông, đừng chế cơm dở mà trông phở ngoài. Phở ngon thì lắm thằng xài, cơm ngon cơm dở ai ngoài mình ta. Hãy yêu quý mến vợ nhà, để cho con cháu sau mà nói theo. Giàu sang hay có cơ nghèo, đừng hám của lạ mà trèo ngã đau. Đàn ông ai cũng như nhau, tôi đây cũng hiểu khá sâu việc này. Ai lầm lỗi hãy đổi thay, để những người vợ ngày nay vui cười. Hạnh phúc trải khắp nơi nơi, gia đình đầm ấm ngập trời yêu thương.